Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Diễm quay trở lại kênh chia sẻ cho các bạn một mẫu nhà cấp 4 mái thái chữ L ở nông thôn với diện tích là ngang 8m, dài 15,5 m. Đầu tiên thì mình sẽ nói về mô hình mặt tiền và phần tiếp theo sẽ là công năng bên trong các bạn nha. Những bạn nào có lô đất tương tự như thế này thì có thể tham khảo thử mẫu này. Đây là nhà mái thái chữ L các bạn ha. Khi mà xây nhà hoàn thiện xong thì sẽ như thế này. Một bên là cửa chính ở sảnh chính và sảnh bên này là sảnh phụ, men theo lối chữ L. Cửa thì các bạn có thể là sử dụng cửa gỗ. Ở nông thôn thì mình thấy hay sử dụng cửa gỗ, hoặc những bạn nào thích phong cách trẻ trung hơn thì có thể là sử dụng cửa nhôm sinh pha tính cường lực các bạn nha. Kết hợp trụ các bạn ha. Sảnh chữ L từ sảnh chính kéo dài ra sảnh phụ chữ L, và bậc cấp thì sử dụng 5 bậc cấp theo lối tiến, thói, tiến các bạn ha. Ở bên sảnh phụ thì các bạn có thể là làm một cái dốc để tối mình có thể là dắt xe máy lên phía bên trên nhà, và ở phía trên thì có xeno đua ra để che mưa và che nắng cho khu vực sảnh bên dưới. Bây giờ mình sẽ nói về công năng bên trong của ngôi nhà này các bạn nha. Công năng thì gồm có phòng khách, phòng bếp và 2 phòng ngủ. Vì là nhà nông thôn cho nên là còn diện tích đất trống xung quanh rất là nhiều, cho nên là các bạn bố trí cửa sổ xung quanh để mà lấy ánh sáng cũng như là lấy gió cho khu vực bên trong các bạn ha. Đây là sảnh chính này các bạn, có cái bồn hoa ở khu vực này, có bậc cấp đi lên sảnh phụ giống như trên hình thực tế này các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi đến công năng của từng phòng. Đầu tiên sẽ là phòng khách các bạn nha. Và phòng khách thì sử dụng kết hợp chung với lại một căn thờ ở vị trí này. Mình nhắc lại là nhà này có diện tích là ngang 8m và dài 15,5 m các bạn nha. Trong đó cái phần sảnh chính thì là 4,5 m và phòng khách của mình thì có diện tích là 4,5 m nhân với lại 5m các bạn nha. Trong đó thì đây là cửa chính đi vào này. Để bộ sofa ở vị trí này các bạn nha. Tường ở đây mình dựng lên là tường thô. Sau lưng bộ ghế sofa các bạn có thể là mở cửa sổ hoặc là trang trí bằng cách là xây tường 10-20 rồi dán gạch hay là dán giấy dán tường vào mảng tường này các bạn ha. Bên khu vực này là kệ tivi. Ngay khu vực kệ tivi thì có thể là mở cửa sổ thông ra lối sảnh chữ L phía bên này để lấy sáng và lấy gió các bạn ha. Và khu vực này là để tủ thờ hay là trang thờ kết hợp chung với lại phòng khách các bạn nha. Về mảng tường sau lưng ghế sofa hay là mảng tường tivi thì các bạn có thể là trang trí bằng cách là sử dụng vật liệu nhựa giả gạch này. Bây giờ trên thị trường có rất là nhiều vật dụng để cho các bạn có thể trang trí tường. Đây là tấm nhựa cao cấp các bạn ha. Mình úp vào tường như thế này. Trông rất là hiện đại luôn. Hoặc là giả vân gỗ này. Đây là nhựa giả vân gỗ các bạn ha. Kết hợp với lại kệ tủ hay là một vài bức tranh. Thì trong nhà của mình nó sẽ rất là sang trọng. Tiếp theo là khu vực phòng bếp. Khu vực phòng bếp là đi qua sảnh chữ L ở bên hông này các bạn ha. Và có diện tích như sau. Dài là 8,6 m và bề ngang là 4,7 m. Khá là rộng các bạn ha. Đây, từ phòng khách có cửa đi xuống khu vực phòng bếp. Đây các bạn ha. Rồi trong đó thì các bạn bố trí vị trí bếp dọc theo hai mảng tường chữ L như thế này. một bên làm bếp lò, một bên là bồn rửa, kế bên bồn rửa là để tủ lạnh. Và ngay khu vực bồn rửa thì mình có bố trí cửa sổ thông ra sân phơi phía sau để lấy ánh sáng cũng như là lấy gió cho khu vực bên trong bếp các bạn ha. Đây là cửa sổ thông ra phía sau. Có hệ tủ trên, hệ tủ dưới. Và các bạn lưu ý là lắp máy hút mùi để khi mình nấu ăn thì nó sẽ hút mùi. Còn nếu như không cũng được, tại vì đây là nhà nông thôn, có cửa sổ thông ra bên ngoài cho nên rất là thoáng. Bàn ăn cơm thì các bạn để vị trí này các bạn nha. Để vị trí này. Và ngay bàn ăn cơm thì có cửa sổ rất là rộng thông ra phía sân bên ngoài, rất là thoáng mát luôn. Tiếp theo là phòng ngủ. Nhà này có công năng 2 phòng ngủ các bạn ha. Phòng ngủ đầu tiên được đặt ngay sau phòng khách và cũng là mảng tường tiếp giáp với lại phòng thờ nè. Cửa vào phòng ngủ thứ nhất đây các bạn nha. Và có diện tích như sau: 3,6 m nhân cho 3,3 m. Các bạn bố trí hướng đầu giường tựa vào mảng tường này, không bố trí hướng đầu giường tựa vào mảng tường tiếp giáp với lại phòng thờ các bạn ha. Và bố trí cửa sổ thì các bạn lưu ý là tránh cái đầu giường ra các bạn ha. Đầu giường một bên và cửa sổ một bên. Này là tủ quần áo. Ngay dưới mảng tường phía dưới giường thì các bạn có thể để kệ tivi ha, hoặc là bàn học. Nếu như là phòng của em bé thì có thể là để bàn học. Tiếp theo là phòng ngủ thứ 2. Có diện tích như sau: 3,6 m nhân cho 3,3 m lọc lòng các bạn nha. Về bố trí nội thất thì cũng tương tự như phòng ngủ thứ nhất các bạn ha. Và tiếp theo là khu vực nhà vệ sinh được đặt ở phía cuối nhà. Và mình có để bố trí riêng ra hai bên, một bên là phòng tắm và một bên là nhà vệ sinh. Làm như vậy thì phòng của mình nó sẽ sạch sẽ gọn gàng hơn. Nền của nhà vệ sinh thì luôn luôn thấp hơn khu vực nền nhà phía bên ngoài các bạn ha. Và khu vực này các bạn bố trí máy giặt để mà che đi phần này thì các bạn có thể là xây tường giặt cấp lên như thế này và kết hợp một vài lam gỗ hoặc là lam sắt để tăng tính thẩm mỹ cho khu vực này các bạn ha. Và tiếp theo là cửa phụ đi ra sân sau. Ở khu vực này mình đã bố trí cửa phụ và cửa chính không có nằm chung trên một trục. Ở cái sân này các bạn có thể là tạo thành một cái dốc để các bạn có thể là dắt xe máy vào hướng phía sau nhà này vẫn được. Ở vị trí này thì mình có bố trí cửa sổ. Như vậy thì nhà này đảm bảo được công năng lấy sáng và lấy gió cho cả ngôi nhà, rất là mát. Đây, khu vực toilet mình cũng có bố trí cửa thông gió các bạn ha. Bên trên khu vực nhà vệ sinh các bạn có thể là đổ xeno để mà có thể để được bình nước các bạn ha. Tường thì các bạn lưu ý là tường bao quanh nhà là mình xây tường 20 và tường ngăn trong nhà là tường 10 các bạn ha, để đảm bảo tính thấm nước cũng như là độ mát của căn nhà. Như vậy là vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn thiết kế một ngôi nhà cấp 4 nông thôn chữ L mái thái với diện tích là ngang 8, dài 15,5 m. Hy vọng là video của mình sẽ hữu ích cho các bạn. Các bạn trong quá trình xem video nhớ cho mình một nút like và bấm chuông đăng ký ủng hộ mình. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.